em qua cái sản phẩm đi rồi bắt đầu chị sẽ giới thiệu để tụi em biết. Sản phẩm này á, là của bên hãng Vedan, người ta cái này gọi là thực phẩm chức năng bổ sung cho cái những cái giống như hàng ngày mình ăn uống nhưng mà nó không có đủ cái chất á, thì cái này nó cũng bổ sung cho mình. Cái này tảo này khó khó cái mùa này hơi khó. Như thay vì bây giờ mình ăn rau đi, bây giờ mình không biết ăn rau, có nhiều anh đâu biết ăn rau đâu, thì chàng trai đâu biết ăn rau, giống như ông anh chị đâu có ăn rau, nên hàng ngày phải uống cái vitamin mà bổ sung cho rau á, rau với trái cây là không biết ăn, thế là phải uống cái thuốc đó để